Tây Chúa đệ nhất nè, Tây Thiên đi Chúa ngự về. Tây Thiên
núi có dòng suối chảy ý vắt đi ngang chân đồi đã buồn buồn hoa cỏ tốt tươi trong đêm, lung linh trong đêm.
hội họp đều ca tháng ngày, ban cho tiền tốt lụa dây cùng lộc cho lắm về đến đây càng nhiều, ban cho đồn được giải nhất sang nhiều ý nghĩa. Cho nhiều hơn mỗi năm xưa, thanh đồng còn nghe khóm phụng thờ. 30 mùng 1 ngày 14 hồng già, 30 mùng 1 ngày rằm 14. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dáng chất chịu khăn vàng chát ngọc ngọc đang lên ngài quyết sắc tiên ni nương mà đào vẽ hải hành phi phương tiên trường thương thi à.
lấy nỗi ngàn nữ
chúc cho anh kiệt nề toàn nề tài kiếm ma cung. Tuân lệnh sai thiên đình giáng trì, chúa giáng trần diệt lũ tà kinh này chúa sai vạn vạn binh hùng. Loan thánh giá hồi cung